Podcast mở chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows. Mình là Thùy Linh, một chuyên viên make up. Mình đã theo đuổi công việc này được 8 năm và nó trở thành niềm đam mê của mình. Accenture Naturel sạch sâu dịu nhẹ tươi trẻ làn da. Hiện thực trong tình yêu cũng giống như những đồng tiền lẻ tưởng chừng chẳng có gì to tát. Nhưng khi gom đủ, chúng ta có thể mua được hẳn một chiếc vé rời xa nhau không khứ hồi. Mình và anh yêu nhau được 3 năm. Anh là một người rất tốt, rất yêu thương và chiều chuộng mình. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Anh là người đàn ông nhu nhược và thiếu ý chí tự lập. Hiện thực trong tình yêu của mình là đã từng yêu một người đàn ông không muốn trưởng thành. Bởi vì mình là Thùy Linh, một cô gái đầy sức sống, luôn khao khát yêu và được yêu. Mình không muốn chờ đợi tương lai vẫn là ẩn số của anh. Mình chọn rời xa anh như một bài học dạy anh về sự trưởng thành, dạy mình cách trân trọng thanh xuân. Một cô gái va vấp như mình có vấp thêm một lần nữa vẫn đủ sức đứng dậy để tiếp tục yêu. Và đêm nay thì Linh tin rằng anh Trấn Thành và ban cố vấn sẽ giúp Linh tìm được người đàn ông của mình. Xinh quá nhỏ. Tự nhiên nhìn bạn xong em thấy bạn nhẹ nhàng, cái nhìn của em thấy em đàn ông quá nè. Đàn ông quá nè. Không thì Tú sẽ có một cách nhẹ nhàng kiểu khác. Đúng rồi. Chào em giới thiệu một tí với mình đi. Đầu tiên em xin chào anh Trấn Thành, chị Minh Tú và ban cố vấn ạ. Em tên là Thùy Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Hiện tại công việc của em là làm make up artist ạ. Em kể về cái người đàn ông trong cái clip của em thì cái bạn đấy bao nhiêu tuổi? Bạn ấy làm công việc gì? Bạn trai cũ em là bằng tuổi em ạ. Bản chất thì bọn em là bạn với nhau, từ bạn bè sau đó chia sẻ và sau đó đến là yêu nhau. Cạnh bạn ấy thì em rất là thoải mái. Trước lúc em yêu bạn là em có quen một mối tình khoảng 4 năm. Em yêu cái anh 4 năm ở đâu? Cũng là yêu xa. Yêu xa hả? Bạn ấy ở bên nước ngoài, bên Nga. Một năm gặp được bao nhiêu lần? Một năm thì bạn về Việt Nam khoảng 2 lần. Có 2 lần năm mà em yêu được 4 năm á hả? Amazing. Đã yêu xa một lần mà một năm gặp được có 2 lần á, là nếu em nha, sau đó là em không bao giờ yêu xa nữa, tại vì em cảm thấy quá mệt mỏi. Chị cũng trải qua cái thời gian yêu xa, chị cảm thấy nó rất là khó, sẽ cảm thấy là nó có những cái vấn đề mà mình sẽ không giải quyết được nếu mà mình yêu xa. Em đã bước vào cái mối quan hệ yêu xa và em cảm thấy nó không có work, và em bước qua một cái mối quan hệ khác, em lại tiếp tục chọn yêu xa. Vâng. Em nghĩ em cũng là người thích yêu xa. Ủa, lý do? Bản chất công việc của em ở Việt Nam cũng khá là bận. Em nếu mà gần bạn trai thì em biết cái tính cách của em là em sẽ không tập trung được vào trong công việc, mà em sẽ thích kè kè cạnh bạn trai. Thế là em nghĩ là nên yêu xa là phù hợp. Sau khi mà chia tay bạn trai 4 năm đấy thì kiểu thất tình buồn bã, thế là em không muốn ở Việt Nam trong ngày sinh nhật của mình. Em đã liên lạc với bạn em ở bên Pháp và bảo là sinh nhật năm nay là muốn sang bên Pháp chơi. Bạn bên Pháp bảo em là ok cứ sang đi, nhưng mà tao lại không ở Paris, tao sẽ nhờ bạn của tao dẫn mày đi chơi bên đấy. Hai cái người bạn đấy em cũng đều quen rồi, em quen từ năm cấp 3 ở đây. À, bạn cấp 3 của em. Một lúc mà thời gian chia tay bạn ở bên Nga khoảng tầm 2 tháng để làm cái thủ tục mà sang Pháp, thì em có hỏi bạn ý là cách làm visa. Trong thời gian mà nói chuyện nhắn tin ở đây, em nảy sinh tình cảm với bạn trai của em tại bên Pháp. Vì lý do gì chia tay? Trong vòng 3 năm yêu thì bạn ấy chưa trưởng thành, thiếu ý chí tự lập. Em cũng đi lại qua Pháp liên tục, thì trong thời gian đấy bạn ấy có những cái thói quen hơi lười. Em là một người đúng thời gian thì bạn ấy lại ngược lại. Ví dụ như buổi sáng thì bạn ấy thức dậy rất là muộn, hoặc là thời gian bạn hẹn tầm 1 giờ nhưng mà khoảng tầm 3-4 tiếng sau bạn xuất hiện, nhắn tin nhưng mà rất ít khi trả lời. Trong cái khoảng thời gian mà em quen bạn ấy á, hai người có nói chuyện về những cái dự định tương lai không? Là có. Thì trong vòng 3 năm thì em chưa thấy được sự cố gắng của bạn ấy. Tức là bạn có đi làm thế nhưng mà bạn chưa thực sự cố gắng trong công việc, lười biếng ấy. Kiểu như là làm cho loa loa qua 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 hàng ngày hàng qua ngày. Loa chứ không phải là qua qua loa loa em ơi. Nói chung là sống với một người đàn ông không yên tâm, người ta không có một cái dự định gì trong tương lai, cho nên mình không biết là chồng tương lai của mình sẽ lấy cái gì để bảo vệ cho mình, đúng không? Em nghĩ bạn chưa phải là người phù hợp với em.
Nhưng mà cho chị hỏi là cái mối quan hệ của em với cái bạn Nga là kéo dài 4 năm, thì cái mối quan hệ đó đối với em nó có phải là deep love không? Nó sâu đậm không? Em nghĩ là rất là sâu đậm với em ạ. Nếu mà sâu đậm mà trong vòng 2 tháng em đã có thể bước ra khỏi và có cảm tình với một người khác liền thì... Không, thật ra cái này rất là đơn giản nha. Mọi người nghĩ là kiểu như là quen ai đó có mối tình 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó xong rồi thì quen người khác á, mà trong thời gian 2 tháng mà sao yêu được. Sao ta bình thường á, đa số á là những mối tình mà lâu dài á đã mắc kẹt một cái vấn đề là sẽ chia tay rất nhiều lần trong năm đó vì một cái vấn đề nào đó. Và khi mà người ta níu kéo và khi mà tới tận cùng á, có cái cảm giác là hai đứa đều hiểu nhau là chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta cũng đã níu kéo hết sức rồi mà không được, và tôi cũng tôn trọng bạn, bạn cũng tôn trọng tôi, thì lúc đó chia tay á thì không còn là có cái tình cảm yêu đương nhiều mà là tình cảm kiểu như là sao ta? Người thân. Harry thì cảm thấy đó cái chuyện đó là cũng bình thường. Vậy thì bây giờ em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng mà nhiều khi lần này không có yêu xa thì có được không? Dạ được ạ, lần này em muốn yêu gần. Ở gần nha. Ừ. Gần em gần. Ấy dạ hợp lý. Đón xem Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Thực ra anh check lầm Phúc đấy. Phúc là có tâm với chương trình đấy, là kỹ đấy đúng không? Em có để ý. Vẫn nhận được đấy ngần ấy lương thôi, không nhiều hơn đâu. Thì trong cái bảng nào? Là em nói thế nhưng mà thực sự là suy nghĩ em lại ngược lại đấy. Là em nói thế nhưng mà thực sự là suy nghĩ em lại ngược lại đấy. Ủa? Quay về đi, anh đổi ý rồi. Em cứ dơ theo cái cảm nhận của người trong phái cổ mộ nhá. Ok. Vậy em phái gì chị? Phái nam y, nghe mi hả? Bà dạ xin mời phát 3 ly cà phê cho ba người kia ra ngoài quán ngồi nói à. Đây, hãy nghe một người phụ nữ rất là lịch lãm và rất hiểu là hiện nay tình trạng mình như thế nào ạ. Mình Tú. Hồi nãy nha, trong hậu trường đó là chị Kỳ tư vấn cho em rất là nhiều những cái cách là mình sẽ phải biết hành hạ người ta như thế nào, biết làm nũng như thế nào, biết là trà sữa chân châu như thế nào. Nói chung là những người mà độc thân đối với em là luôn luôn rất là nhiều kinh nghiệm. Bây giờ em đừng nghĩ là những người có chủ là sẽ có nhiều kinh nghiệm nha. Khoan, nhưng mà em nghe xong những điều đó và bây giờ em nghe chị Kỳ chia sẻ là 3 năm rồi chị không có ai, thì em có nên tin vào những lời khuyên đó hay không? Em tin, chị Kỳ không có ai là do chị Kỳ chưa muốn chọn thôi, chứ không phải là không có ai đến với chị Kỳ, em chắc vậy luôn á. Kỳ hiện nay á là đang cần một cái người mà làm cho Kỳ phải cảm thấy nhỏ bé cơ. Cái đó mới là cái khó đó. Chúc cho Kỳ thật là may mắn đi gặp được một người có thể làm cho Kỳ hạnh phúc nha. Em cũng tình chúc mà. À, anh chúc cho Phúc sẽ mở rộng ra. Những cái slot quảng cáo của em hiện nay Đức Phúc bị khép kinh quá. Đầu tiên là em rất là ấn tượng với giọng nói của bạn, một cái giọng nói rất là hay. Giọng nói này thì bạn có thể làm một biên tập viên hay gì đó, MC. MC mà, bạn nói bạn MC mà. À kìa, Phúc ơi hãy xem gì đấy. Em không nhớ. Phúc ơi tập trung chương trình Phúc ơi. Lúc này em cũng không tập trung hết 100% vào cái video là vì sao em nhìn cái bạn trai. Bắt đầu video là chỉ nhìn cái phần video đó, cũng không có xem cái cảm nhận của bạn gái như thế nào. À cái đấy quan trọng nhỉ. Yeah. Phúc để ý được chi tiết đây hay đấy. Thì em đang không biết rằng là liệu là mục đích của bạn đến đây không cần nhất thiết là phải tìm một người để đi về cùng, thì có thể là bạn cũng không cần để ý đến cái cảm nhận của cô gái, hoặc là bạn đã có chủ. Chính ra anh trách lầm Phúc đấy. Phúc là có tâm với chương trình đấy, là kỹ đấy đúng không? Em có để ý. Khách mời có tâm mà. Chính ra anh trách lầm Phúc đấy. Vẫn nhận được đấy ngần ấy lương thôi, không nhiều hơn đâu. Nhưng mà là có tâm, chương trình ghi nhận. Sẽ mời lần sau. Thì trong cái bảng nào? Là em nói thế nhưng mà thực sự là suy nghĩ em lại ngược lại đấy. Là em nói thế nhưng mà thực sự là suy nghĩ em lại ngược lại đấy. Ủa? Quay về đi, anh đổi ý rồi. Làm gì cho chương trình có thể tiếp tục xem nào. Một chương trình mình có hai màu tím được đúng không? Được. Em chương trình bây giờ nhiều khi nó ghét nó cho 5 tím luôn em ạ. Biên tập mà nó dối mà nó không có gì làm mà. Em cứ dơ theo cái cảm nhận của người đúng trong rồi. Phái cổ mộ nhá. Ok. Vậy em phái gì chị? Phái nam y, nghe mi hả? Bà dạ, phái. Xin mời phát 3 ly cà phê cho ba người kia ra ngoài quán ngồi nói à.
Như vậy là cô gái rào lưới của chúng ta sau một thời gian suy nghĩ thì cũng chuyển sang độc thân, chứ không có tim tím nữa. Ủa? Vì hồi nãy lúc mà em nói bạn sẽ thuộc LGBT tim tím là bạn không chịu, sắc mặt của bạn là xuống liền. Sao con người em dễ dãi, ta lắc đầu cái em nổi vậy? Em tin à? Không, em thấy có sự kết nối giữa trai gái anh, chứ không phải sự kết nối giữa chị em. Trai gái hả? Thì mình là trai gái đó, kết nối trai gái đó. Ok. Postcard mở, chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows.